Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 29 tháng 4, huyện Hoàng Hóa đã khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2024 với chủ đề Hải Tiến biển hát khúc tình ca. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng đông đảo nhân dân và du khách. Hơn 12 năm đi vào hoạt động, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đang từng bước khẳng định là một địa chỉ nghỉ dưỡng trải nghiệm hấp dẫn. Đến nay, khu du lịch Hải Tiến đã thu hút nguồn vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng để xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng du lịch. Nơi đây hiện có 115 cơ sở lưu trú với 6.740 phòng nghỉ tiêu chuẩn, gần 190 nhà hàng, 11 bể bơi ngoài trời, các khu thể thao, khu vui chơi cảm giác mạnh, bể bơi tạo sóng cùng nhiều dịch vụ trải nghiệm độc đáo. Lễ hội du lịch biển Hải Tiến, biển hát khúc tình ca diễn ra với chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm 3 chương: Bức họa một miền quê, nơi tình yêu bắt đầu và Khát vọng biển xanh. Chương trình có nhiều tiết mục được dàn dựng công phu qua sự thể hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, nghệ sĩ ưu tú Lương Huy, Dương Hoàng Yến, Bùi Thúy, Trịnh Linh Chi, Đông Chun, Mi Lam. Kết hợp giữa không gian sân khấu hoành tráng, âm thanh, ánh sáng hiện đại, chuyên nghiệp, khắc họa sống động bức tranh quê hương, đất nước rộn ràng, tươi đẹp, nhịp sống bình yên và luồng sinh khí tươi trẻ, đầy sức sống của biển Hải Tiến. Lễ hội du lịch biển Hải Tiến là sự kiện mở đầu trong mùa du lịch biển năm 2024 của huyện Hoàng Hóa, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương con người Hoàng Hóa, tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của huyện, qua đó thu hút đông đảo du khách và các nhà đầu tư đến với biển Hải Tiến. Với mục tiêu xây dựng và phát triển Hải Tiến trở thành đô thị du lịch biển văn minh hiện đại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoàng Hóa đã và đang nỗ lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch, xây dựng môi trường du lịch xanh sạch đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách. Phấn đấu để Hải Tiến đạt được ba có hạ tầng du lịch đồng bộ, có môi trường du lịch văn minh, có con người du lịch thân thiện và mến khách. Năm 2023, lượng khách tham quan nghỉ dưỡng tại biển Hải Tiến đã chạm mốc hơn 1,6 triệu lượt, tổng doanh thu từ ngành du lịch đạt hơn 2.100 tỷ đồng.